mình mới mua cái bộ mở rộng sóng wifi vì nhà mình nhà cao tầng quá nên nhiều lúc bắt sóng nó yếu. Mình giới thiệu mọi bạn cho mọi người cùng cùng biết đó là bộ mở rộng sóng wifi của thằng TP-Link. Giới thiệu là tốc độ truyền tải là 300 MB cắm qua dòng điện hay xung quanh hộp. Mới lấy khi mới lấy tôi nên bây giờ mở máy ra. Đây, trong hộp thì chỉ có một cục cũng nên có hai cột sóng anten. Đây là nơi cắm phích điện vào. Đây là đèn, ba cái đèn tắt không có mở vỡ nguồn kết nối với cục wifi và reset, cho nên là cục truyền nối dữ liệu. Đây là chỗ cắm điện vì cái này nó giới thiệu là nó xài thẳng qua dòng điện. Trong hộp thì ra không có dây dây nối nối máy tính và tivi tùy bản nối đây. Đó, không có sách hướng dẫn toàn tiếng à, có tiếng tiếng Việt vậy gì không biết, có tờ giấy chiều về cái cài đặt là nói xem về cái. Đây là hiện tại mình có một ổ cắm này, các bạn cắm vào nó sẽ hiện đèn lên, đèn báo là kết nối. Cái ổ cắm này thì giúp bạn tiết kiệm là khi bạn cắm ổ vào, ví dụ nhà bạn có một ổ điện ngang mà cắm này vào thì bạn sử dụng cục này thì bạn sẽ không sử dụng cục, bạn ví dụ bạn muốn cắm vi tính hay cắm cái gì sạc thế này cục này rồi thay cục ổ điện này luôn. Cái này là bạn tác dụng là khi bạn nhà hai ba lâu hoặc là lúc bắt sóng yếu hoặc là bạn bắt kẻ hàng xóm á, hàng xóm mà sóng yếu thì bạn lại mua mua cục này về bạn bắt được, tiết kiệm chi phí một tháng phải trả 170.000 tiền mạng thay vì bạn đầu tư mấy mấy trăm ngàn. Hiện tại mình mua cục này là 6 5 5 9 ngàn. Từ nay con chẳng có gì mới. Ta ta ta. Đây bạn đặt tên người dùng mới, nhưng mới ví dụ mình anh lấy mật khẩu người ta nhưng mình phải đặt tên wifi fee đi. Mật khẩu mới, mật khẩu này
tròn đấy, cái bit liền nhỏ cộng mới, ví dụ mình muốn thay mình lập mật khẩu riêng cho mình á, mật khẩu mới thì mình lập cái gì đâu, ví dụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 không luôn cho cái gì cho mình đó, mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đúng chưa, còn có mật khẩu trên nào, nhập vào mật khẩu này. Trung rồi. Xác nhận. Bây giờ là đến lượt bạn chọn mạng wifi mà bạn muốn bắt, bạn chọn nào mà nó yếu tại nhà đó. Dù đây sống mình trong mình đây sống nhà hàng xóm nhưng mà hàng xóm này mình không biết bắt mật khẩu, mình chọn lại một anh này đó. Bây giờ mình khi bạn chọn chết ạ, bỏ ra đâu. Rồi, bạn tiếp tục. Cái này là bây giờ mình lập bạn muốn đổi tên, tên này bạn có thể đổi thành tên khác hoặc để nguyên cái mạch tên cũ họ. Nhưng mà đa số khi mình sử dụng tên trong nhà mình thì mình để nguyên được. Còn nếu mà bạn bắt wifi nhà khác á, thì bạn nên đổi tên đi để người ta không biết là bạn đang lấy tên người khác. Dù đây mình muốn thay đổi là wifi à. Rồi hiện tiếp đó. Rồi xong, bây giờ để kiểm tra
tên cũ, tên mới, tên cũ, tên mới, mật khẩu, mà chung nhau các bạn lưu. Bạn chơi một tí loạt. Kích vào tròn tôi đã kiểm đường mang vừa rồi, rồi là hoàn tất. Kêu bạn nha, cảm ơn. Bây giờ như là thấy đây wifi đây, nó wifi này, đó, là bạn mới kết nối đấy. Bây giờ bạn nhập mật khẩu vào xong. Lỗi.